Hello anh em, lại một món mới nha. Hôm nay là món cá gì đây nhỉ? Cá bống à? Lóc nướng chui Cá lóc nướng rơm nha. Vừa bắt về tối qua hôm nay đã lên thớt. Đang còn tươi dậy đanh đạch. Quay cái nĩa đó của bảo nước tải động vật rồi nhỉ? Điệt nhỉ? Động vật gì cả nên Căm Cố lấy chuối mà nó đủ. Lần này rơm chắc không đủ chín hết chỗ này nhỉ. Đầu bếp Bảo Bình sẽ thực hiện món cá lóc nướng. Bây giờ phủ hết rơm lên đây, rồi bắt đầu châm lửa đốt. Nhưng mà nói thật nha, cái món này thì hơi bị tốn rơm đấy. Anh vậy thì có phải như vậy. Cá lóc nướng rơm. Bây giờ là cứ để nó cháy từ từ. Khi nào đám rơm trong kia hết nóng thì ta lại châm tiếp đám mới. Có gì mà không biết dùng. Cứ việc bỏ rơm vào thôi các bạn ạ. Bỏ từ từ, bỏ từ từ. Nó cháy hết lớp này lại đến lớp rơm khác. Thật là vui bác. Anh em cùng chờ xem món cá lóc nướng rơm của mình nhá. Cho các bạn thì nên ăn tái hay là ăn chín chín hẳn luôn đây, khô giòn. Chúng ơi, chúng bắp bạch. Không chín đâu. Chưa, nó chặn hết cái bò bảy chứ mất. Mới được 2 phút thanh niên đã đòi chín rồi. Gà hun khói.
Bây giờ nha, đi làm muối chóng. Đi tiền mua về. Wow. Phải đó. Tình sẽ ăn nữa. Ớt. Thật nhiều ớt. Ok. Bây giờ là giã nhuyễn cái đám này ra nhá. Vắt thêm quả chanh nữa. Tuyệt vời. Men gì muối siêu cay các bạn ạ. Dự báo thời tiết hôm nay của làng men. Vắt thêm hai quả chanh vào. Chanh muối ớt tùy sở thích các bạn. Giờ nếu mà chưa có bia thì giảm cả được. Tóm lấy tí, hộp một cái rất xuống quá. Lù. Mấy trang thị trẻ đam mê ở bài hát à? Ừ. Chứ cái bia nó, trang bia phải à. Lốm. Chẳng mua chữ. Chắc. Ba con bia. Và bây giờ, thành quả. Bắt đầu một khay gì đâu. Đây rồi, đây rồi. Rất là thơm. Thơm ngon cực kỳ. Có tìm ăn ít quên ạ. Đây là thành quả. Cá lóc nướng rơm. Tí nữa cạo sạch thì là tuyệt vời luôn. Quẩy đi cạo bãi đi mà trao bài thôi. Ăn có nó cạo thôi, ăn có nó cạo thôi rồi chứ mà quẩy. Nó bể bể. Là có cá lên kiếm luôn. Cá lên xin là ô lũm. Biết mà chăn biết mà nó bị đà cái thích chứ. Quá tuyệt vời. Câu là nghỉ ngơi đó, nghỉ ngơi đó. Hụt quân xuồng bom cạch ở hồ cơ mà. Cạo qua cái vỏ đi nha. Nhà mời sắp được thưởng thức rồi. Mới chấm. Món này dùng kèm nhá, có phải đồ dùng kèm nhá. Đây. Xin mời anh em nhá. Phải dùng kèm. Món này phải dùng kèm với nước uống tăng lực nhá. Nói câu xin mời anh em nhá. Chứ lát nữa ăn rồi mới mời anh em chứ.
tuyệt. Chảy nước miếng, chảy nước miếng. Ờ, quay cho nó chết không? Quay, quay đấy đi. Chị chào. Hỏi người khua chứ không như là... Ngay con tướng, ngay biêu mà. Mời anh em nhá. Mãi vô ạ. Này hai tư mà bỏ giấm này cho. Được không? Được rồi. 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 Quay mãi thôi lại lên đến tung người họ rồi. Hôm cho ông đi rồi thắng liền. Hôm họ cứ lại hỏng nhiều chết bỏ được không? Chua quá. Chúng mà là cái bao tử tí nữa. Ai em thì lạc. Cứ là bốn quả nữa là. Sương. Sương khó chịu. Tuyệt vời, tuyệt vời. Càng bây giờ. Tuyệt vời luôn. Cái bãi hình này kìa, nó cùi ra. Ăn cho nó. 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 Nóng. Nóng hổi, nóng hổi. Mình đẩy chưa hỏng, mình đẩy. Còn xuống mũi đúng không? Kẹt thì hôi lình ra nó. Kẹt thì hôi lình nó. Tuyệt vời luôn anh em ơi. À, để xuống cánh năm sau không nhỉ? Cho hơi. Cho hơi mắc. Xuống mũi. Nó trừ một cái nhớ ỏi, một cái trừ. Bố ôm cái sau thì xa lách chứ. Và nịt giờ vẫn chưa. Ít nữa là anh cũng lắm mới đi nèm cho cả cái nèm bác cúc con chung hoa nữa là họ có cửa không có đi nèm với cả anh nèm bao giờ quên ngắp qua bên là cả ăn đậu và mới ăn trong hết rồi biến học được quán nó mà rủ mà đi luôn ăn rồi mới đi kiếm rau để bổ sung mà nó con cho nó mẹ cho mày quất cho nó rồi à rồi dạ quất quất sạch, quất này bên đây lên lâu tuổi chín nhầm mà, quất nhát lùng rồi. Ôi, bác đi đua sai đi rồi, không đua sai rồi. Nó có lấy tỏi gì? Tổ xa thì được, biết chưa đủ chân sai luôn. Cái chả lát cả mây là. Nhớ không hiểu. Nó nghe thấy sòm lém nhưng ngang ngay được hai cái đường. Cái sòm lém này. Ừ, quá tuyệt vời. Vừa đó mới xin là ngứa với chàng ngay ăn nhưng ngay vậy.